mình hành pháp là một chuyện rồi, mình đọc kinh trì giới là một chuyện rồi, nhưng mà để ở cái chỗ đó, rời khỏi cái chỗ đó mà không lạc ra khỏi cái chỗ đó thì cái chỗ đó mới gọi là cái chỗ đó. Dạ. Nó quan trọng một chỗ và vậy. Và đến chỗ đó rồi cũng không còn gọi là chỗ đó nữa. Ông nghe thấy không? Đây là thuộc về bát nhã và đây thuộc về sự thật, chứ không phải là bát nhã là của Phật nào hết trơn mấy. Là ngay tại cuộc sống mình với chúng sanh trong tứ đại bốn loài này nè. Dạ. Bất cứ nghề nghiệp nào điều hành, điều hiểu và điều làm đúng và điều hiểu đúng và điều nhận diện ra đúng cái tất cả nhân viên của anh em đang vận hành. Dạ. Đó, huynh thấy một cái chuyện đó mới gọi là cái chuyện kỳ ngộ của Phật pháp. Dạ. Đem ra trong cuộc sống mà nói. Dạ, lời đầu tiên thì cho Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem kênh mình tiếp tục làm chương trình pháp với Quỳnh Đồng Sĩ. Thì cho đại Nguyễn cùng Quỳnh Đồng Sĩ chúc tất cả quý vị khán giả được một ngày và những ngày sau nữa được sống như những gì mình đang sống. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa quý vị khán giả, thì chủ đề hôm nay thì Nguyễn có một cái chủ đề như thế này quý vị. Nguyễn cảm nhận được thân tâm anh em mình đệ cũng như là các cô chú bác từ đời tới đạo. Thì tại sao mình sống hay là mình hành đạo mà ngày càng ngày á, cái thân tâm mình á, nó càng khô héo quý vị. Nó không có niềm vui, nó không có sự từ bi và nó không có tình thương. Thì tiếp kèm cái chủ đề sau đây thì Nguyễn cũng nhờ quý đồng sĩ dẫn giải chia sẻ đến tất cả anh em mình đệ để mình thật sự như những câu chúc của Nguyễn là được sống như những gì đang sống. Và một cái nữa là quý đồng sĩ sẽ chia sẻ những cái cách gỡ nút mắt cũng như là những cái nút thắt cũng như là những cái mẹo khéo léo để mình được như vậy. Còn bây giờ thì em mời quý đồng sĩ có đôi lời với tất cả quý vị khán giả của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Hai anh em huynh đồng sĩ và đại nguyện tiếp tục đủ duyên lành gặp lại cả nhà quý đồng đạo Phật tử gần xa. Thì trong cái chủ đề clip đại nguyện vừa có diễn đạt ra, hai anh em chia sẻ với cả nhà cũng tiếp tục ở cái chỗ Phật pháp đạo đời tốt đời đẹp đạo, chan hòa từ trong nhà ra tới ngoài sân cũng như khắp tứ đại vạn vật bốn loài là như vậy. Hôm nay và chẳng những hôm nay và trước kia và thời ngay chánh pháp của Phật Bổn Thích Ca Mâu Ni thì thân tâm đại chúng trong đó cũng vẫn có cái sự việc này nha đại nguyện. Yeah. Và cái sự việc này nó nằm trong cái sự vận hành mà Phật gọi là nhân quả trước đó. Yeah. Nó có cái nguyên nhân nó mới có dẫn đến cái kết quả đó đại nguyện. Yeah. Đó, chứ không phải là nhân quả là cái sự luân hồi nha đại nguyện. Yeah. Để ý chúng ta hiểu được nhân quả là một trong những cái sự vận hành ra cái sự việc của cuộc sống đó nguyện. Yeah. Đó, nó đơn giản vậy đi đại nguyện. Thì tại sao hôm nay chúng ta gieo duyên trong Phật pháp thì chúng ta được đủ nhân duyên để gặp những bậc thiện tri thức Phật pháp tăng, gặp những vị cao tăng đại đức hoặc những vị là tại gia xuất gia gì mình cũng chẳng thể nghĩ bàn. Mà khi gặp những vị đó, thân tâm chúng ta thường thường có cái sự là hơi rụt rè, hơi e ngại, hoặc là hơi có cái sự tự bản thân mình cảm thấy có cái sự cao thấp giữa mình và giữa vị những vị thiện giả đó. Và mình phải hiểu rằng đã nói rằng là thiện giả, là thiện tri thức, là những vị cao tăng đắc đạo thì luôn không rời chánh pháp của Như Lai, và phải biết cái vấn đề từ bi hỷ xả là đặt lên hàng đầu và không rời những sự đó. Thế tại sao chúng ta lại đợi thân tâm chúng ta còn e dè? Thì cái sự e dè đó nằm ở đâu? Là sự e dè đó không nằm ở nơi cái quả vị cao thấp của mình hiện tiền bản thân mình và bản thân của đồng đạo đó, thậm chí không nằm trong cái sự cao thấp giữa kiến thức chúng ta tu nhân học Phật trong một thời gian này nha đại nguyện. Yeah. Không nằm trong những sự này, mà sự này không rời những cái sự này đó. Và những sự việc này ở trong thời Phật Bổn Thích Ca đã có tuyên thuyết rồi là như vậy nè. Tại vì trước đó chúng ta dùng cái sự phân biệt, dùng cái sự đố kỵ, dùng cái sự hơn thua, dùng cái sự là ghét bỏ để chúng ta sống với nhau trong một cái thời đó. Yeah. Đó làm cái nhân để có cái duyên sau này.
Đó, vậy thì Phật Bổn Thích Ca cũng hành luôn chứ không phải mình không ấy. Dạ. Yeah. Chứ không phải riêng anh em huynh đệ mà đây là trong tứ đại bốn loài ai cũng phải hành qua. Cho nên vấn đề này không còn nằm ở cái chỗ là tốt xấu nữa, cũng không còn nằm ở cái chỗ là thiện ác nữa, cũng nằm không nằm trong cái chỗ thầy trò nữa, mà nằm trong một cái quy luật tự nhiên rồi đệ nguyện. Đó, thì trước đó mình có chia sẻ với anh em rằng cái hạnh thường bất khinh Bồ Tát là có những vị đại thánh chúng trong thời đó đã có đánh đập và chửi bắn và xô đẩy Phật Bổn Thích Ca hành cái pháp tôn kính trong tứ đại bốn loài. Và thế thì nhân duyên đó lại tiếp tục hội tụ về khi Phật xuất thế Ta Bà tại nơi đạo tràng chánh pháp ở Ấn Độ. Thì tất cả những vị xưa kia đều trở về trong đạo tràng và làm đại thánh chúng và đại đệ tử của Phật vậy. Đó, Nguyễn thấy không? Thì lúc đầu cũng phải có cái sự tương ưng và rụt rè e ngại vậy thôi. Nhưng mà từ từ Phật giải bài ra rồi thì tất cả đều được giải thoát và đều được sáng tỏ. Cho nên mượn chỗ của Phật ở trong quá khứ mà chúng ta lan tỏa ở trong cuộc sống ngay hiện tại. Đó là những cái ngọn đèn, ngọn đuốc đó Nguyễn. Yeah. Đó mà chúng ta được quyền mượn cầm để chúng ta rọi. Đó, ý Phật nhắn là vậy Nguyễn. Rọi chúng ta soi để chúng ta hiểu ra rõ bản thân của mình cùng với anh em, cũng y như bản thân của Phật, cùng với đại chúng trước kia vậy. Và để được nhân duyên trong đạo tràng tương ưng của Phật Bổn vậy. Thì nhân duyên chúng ta hôm nay thì đến đời vị lai cũng tương ưng ở cái thời chánh pháp của Di Lạc Tôn Phật, không có sai biệt. Thì lúc đó ổng sẽ tuyên thuyết lại tất cả những nhân duyên đó. Cho nên hôm nay hành như thế nào thì vào trong kia chúng ta cũng được nghe, được thấy lại, không có sai biệt, tương ưng. Đó, Nguyễn thấy không? Yeah. Cho nên về cái vấn đề mà chúng ta hiểu cái câu Phật nói là chẳng thể nghi bàn, và chúng ta hành được như cái câu mà ra khỏi chẳng thể nghi bàn, thì nếu ở chỗ chẳng thể nghi bàn mà hành thì giống như đệ nguyện có vừa nêu ra, giống như chúng ta thân tâm nó đang khô héo lần lần. Yeah. Giống như một cái cây mà chúng ta bỏ, chúng ta không tưới, không chăm sóc đệ nguyện. Yeah. Và khô cằn đất nứt thì cái sự sống của ông cây này rất là cực khổ. Yeah. Về mặt cái hình tướng và về mặt cái tâm của ảnh trong đó luôn. Yeah. Cũng rất là nặng nề và nhìn ra thấy cái gì cũng đau khổ hết đệ Nguyễn. Đó, để thấy đệ Nguyễn thấy không? Đây là cái nhân. Yeah. Để có được cái duyên đó Nguyễn. Và giống như một căn nhà mà nó càng ngày nó càng lún á đệ Nguyễn. Đó, tại vì cái nền móng cơ bản đã không có sự vững chắc rồi. Có nghĩa là chúng ta làm cái nền móng không đúng như cái bản vẽ quy hoạch của Cửu Quyền và mười phương chư Phật đã đề ra trong cái đồ hình đồ thư trước đó. Yeah. Đó, đây là một cái quy hoạch của cái nền móng cơ bản, chúng ta phải làm giống như vậy thì cái căn nhà chúng ta lập nên ba ngôi tam bảo Phật pháp tăng nơi bản thân mình mới có sự trụ vững, mới có sự thành đạt viên mãn và rốt ráo. Đó thì tất cả đều ở nằm trong cái chỗ nhân và chỗ duyên và chỗ nhân và chỗ quả để được trong cuộc sống này không có sai biệt. Và một vài ý trong cái clip này Quỳnh Đồng Sĩ gửi tặng đến cả nhà ở những cái chỗ gần gũi hơn nữa, thấy rõ hơn nữa mới được cái chỗ là chúng ta cảm thấy thoải mái hơn nữa Nguyễn. Yeah. Là như vậy nè cả nhà, Phật rất là khéo dùng phương tiện để mà dìu dắt chúng sanh từ ở chỗ nghèo khổ, ốm đau, bệnh hoạn để có được cái phước báo trong Phật Pháp đời và đạo là muôn trùng. Nhưng mà không phải ở chỗ phước báo muôn trùng đó mà chúng ta thọ nhận, thọ lãnh và chúng ta chấp thủ. Phải biết nha đệ Nguyễn. Yeah. Để đi đến rốt ráo nữa cho đến Tây Phương giải thoát viên mãn, còn không còn chấp trụ thì nói về những cái vật trong tứ đại bốn loài vận hành hôm nay, vật chất thế gian. Đó, phải hiểu nha đệ Nguyễn. Đó, chứ không phải Phật đưa chúng ta ở cái chỗ nghèo hồi nãy hành trong đại chúng đến cái chỗ ngai vàng hôm nay mà ở nơi đó mà ngồi phân biệt là không phải, chấp thủ. Yeah. Là không phải ở chỗ Phật nói nha Nguyễn. Yeah. Không phải riêng ở chỗ Phật nói đâu mà trong pháp luật cũng vẫn nói Nguyễn. Chứ không phải nói trong Phật không, mà trong đời cũng vậy, là chúng ta phải là dân chủ và văn minh, rồi chúng ta phải công khai và minh bạch. Còn ở trong pháp luật thì luôn luôn nhắn nhủ rằng là phải rõ ràng với dân. Yeah, của dân, và, dân, à, của dân và do dân vì dân. Yeah. Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Cho nên yeah. Bên ngoài pháp luật của những nước bạn Nguyễn thấy
có những cái sự ban hành là chống tham nhũng rất là mạnh mẽ, Nguyễn thấy không? Yeah. Đó là những cái sự tư lợi thì Nguyễn thấy đâu có rời cái đạo đâu. Yeah. Tương ưng hết trơn, Nguyễn thấy không? Yeah. Đó, cho nên quan trọng mấu chốt là đạo á, là không phải ở trong chùa mới gọi là tu. Mình đừng để sự việc dính vào như vậy Nguyễn. Tu là không phân biệt. Phật đã nói rồi mà, tu vô tu tu là chứng vô chứng chứng. Nguyễn thấy không? Yeah. Đó, như vậy mà quá rõ như vậy rồi mà chúng ta đợi thân tâm phải đúng như vậy chúng ta mới hiểu được cái như vậy Phật nói. Đó. Thì hôm nay Phật dùng cái phương tiện để mà khéo đưa chúng sanh, có nghĩa là chúng ta thấy được cái chỗ an lành mát mẻ hơn, là cái chỗ quý báu hơn, phước báu hơn, chúng ta làm những cái chuyện nhỏ không bị mệt, chứ không phải thấy chỗ là phước báu, quý báu, công đức viên mãn mà chúng ta bỏ những chuyện nhỏ chúng ta không làm. Là không đúng nha Nguyễn. Yeah. Chúng ta phải song hành, có nghĩa là đây nè, mượn trong cuộc sống để chúng ta thấy được cái tánh vận hành mà Phật đưa ra phương tiện nè Nguyễn. Bây giờ nhổ cỏ Nguyễn, nhổ cỏ và làm cỏ, thì chúng ta không phải ở chỗ nhổ cỏ làm cỏ mà làm, đặt ba cái anh thân khẩu ý nè, quyết tâm nhổ cỏ dọn cỏ mà làm. Yeah. Làm cỏ mà không có mục đích thì chúng ta làm không bao giờ nổi. Yeah. Hôm nay Nguyễn làm một ngày, cái ngày mai mưa lên nữa, nắng lên nữa, gió lên nữa, đất lên nữa, lên hoài, Nguyễn làm hoài liếc, Nguyễn chán luôn. Yeah. Nguyễn bỏ luôn, nói đến làm cỏ là Nguyễn nói thôi tôi chạy mặt ông cỏ rồi, tôi làm hết nổi rồi. Yeah. Đó, tại vì mình không biết cái mẹo. Yeah. Đó, Phật nói rồi, ở cái chỗ làm cỏ nhưng mà không phải làm cỏ mới gọi là làm cỏ. Bây giờ ở cái chỗ bứng cỏ bỏ là ở cái chỗ mình trồng cây. Đó, đơn giản vậy đó Nguyễn, trồng cái gì? Thì Phật nói là trồng cái mầm từ bi đó, thì bây giờ trong cuộc sống này mầm từ bi là ở đâu? Đây là cái cội bồ đề ở đâu thì chúng ta dễ lắm. Chúng ta trồng cây ăn trái nè Nguyễn. Yeah. Thấy không? Ví dụ ngay chỗ đó có cỏ phải không? Khoan đi, đừng có đặt cái vấn đề mà quyết tâm nhổ cỏ. Bây giờ chúng ta phải là đưa ra cái đồ án, cái bản vẽ của mình, cái quy hoạch của mình là mình phải có bây giờ mình trồng cây gì thích hợp với cái thổ nhưỡng nơi đây nè. Trồng cái chuối nè ha, trồng cái chanh, cây mì, cây khoai, trồng cái mít, trồng cái xài, cái mặn, cái ổi, hoặc là trồng rau củ quả bầu bí mớp. Đó có nghĩa là mục tiêu mình lấy cái sự sống thiệt để cho người ta có cái sự sống giả hồi nãy ta gửi vào đó. Thân tâm mình làm có cái mục tiêu lớn là mình không có bị mệt. Yeah. Rồi còn thêm một phần cộng đồng nữa nè cả nhà. Như vậy nè, khi một mảnh đất mà cả nhà trồng được lên một cái cây ăn trái rồi đó Nguyễn, thì những anh cỏ hồi nãy á, nếu mình không trồng thì mình làm hoài rất mệt. Khi mà trồng được cây phát triển rồi, có ích cho cuộc sống rồi, thì tự bản thân cái anh cây này anh xe tàn nhánh ra, ảnh phủ đất ở dưới gốc ảnh cho mát ảnh, thì lập tức những cỏ dại nơi dưới gốc ảnh không được mọc nữa. Nguyễn thấy không? Là tự có cái sự cộng đồng với nhau, tự có cái sự là quán chuyển với nhau. Mình không cần làm cỏ, mà bây giờ tự cái anh cây hồi nãy ảnh đền ơn cho mình, cho mình ăn luôn, mà ảnh làm cỏ giùm mình luôn Nguyễn. Yeah. Mà ảnh làm cho đất tốt, tươi, phì nhiêu, không có bị khô héo nữa. Nguyễn thấy không? Không bị cằn cỗi nữa. Yeah. Thì đây là sao? Mình hiểu về sự vận hành của cuộc sống. Và để mình làm đó là gọi là những cái mẹo cơ bản thôi Nguyễn. Để mình tu nó không có bị mệt, mình sống, mình hành nó không có bị hiện ra ba nghiệp, quyết tâm, quyết chí gì ở đây nữa hết Nguyễn. Yeah. Trở về sao với cuộc sống thực tại bình thường, không còn nằm trong cái chỗ tu nữa. Đó Nguyễn thấy không? Yeah. Thì bây giờ nông dân người ta cũng khéo léo làm chuyện đó rồi. Thì mình nhìn vào nông dân mình cũng phải khéo léo tư duy. Rồi bởi mình đem cái sự đó rời ra khỏi cái sự tu. Yeah. Thấy về cuộc sống bình thường, phải không? An lạc là ở chỗ đó Nguyễn. Yeah. Đó rồi, vậy thì còn nữa, nếu như chúng ta hiểu được cái chỗ làm cỏ, diệt cỏ, không phải ở chỗ làm cỏ diệt cỏ mà ở cái chỗ trồng cây, thì ngay chỗ đó không có chỗ hủy hoại, không có chỗ tận diệt, mà đó là một cái sự tuần hoàn phát triển tốt lên, đẹp lên, hoàn thiện lên, gần gũi lên, Nguyễn thấy không? Và được no ấm lên, không có tốn tiền phải đi chợ mua đồ ăn thức uống bên ngoài, thuốc men Nguyễn. Tại vì nếu mình trồng nhiều số thì kinh doanh thì bắt buộc anh phải dùng hóa chất. Còn như Nguyễn lập vườn, Nguyễn trồng như vậy là không cần dùng hóa chất Nguyễn. Yeah. Cái thân tâm mình rất là an lạc đối với cây rồi, thì anh cây anh sẽ cảm nhận được và anh rất là mạnh mẽ. Yeah. Anh có cái sức đề kháng của anh. Thì tương ưng ở cái chỗ là dọn ba nghiệp tham sân si, không phải ở chỗ dọn ba nghiệp tham sân si mà làm. Đó Nguyễn thấy không? Cỏ cây là đại diện cho ba nghiệp tham sân si. Thì cái gì không có ích thực tế nhiều cho cộng đồng thì gọi là tham sân si, là bản thân. Vậy thôi Nguyễn, chứ đâu phải là tham sân si là cái gì nó quá xa vời đối với cuộc sống đâu. Yeah. Cái gì mà chỉ biết ích lợi cho một cá thể cá nhân, co hẹp, gói gọn,
hoặc là rộng ra cho một tổ chức quản lý cũng gọi là gói gọn luôn, mà chỉ biết lợi ích cho một cái bên đó thôi thì gọi là ba nghiệp tham sân si. Còn khi cái tâm anh nằm ở trong đại chúng, cộng đồng, đồng bào, tổ quốc trong và ngoài nước đều như nhau thụ hưởng thì không có phân biệt, thì ở đó gọi là không còn tham sân si. Thì ở đó gọi là từ bi và hỷ xả, gọi là cộng đồng với nhau, một lòng với nhau đó Nguyễn. Thì như vậy, ở chỗ dọn ba nghiệp tham sân si, không chạy vô ba nghiệp tham sân si mà dọn, là ở chỗ hạnh cho đại chúng. Thì bây giờ chúng ta thấy pháp luật làm cho đại chúng rất nhiều đó, Nguyễn thấy không? Làm cho bà con thông thương rất nhiều, đó là một trong những cái việc làm để dọn ba nghiệp tham sân si chứ có gì đâu. Hành cho dân, làm cho dân, làm cho đại chúng, là ngay chỗ đó mình không cần dọn gì hết trơn Nguyễn. Làm mà làm ở cái chỗ từ bi hỷ xã, làm ở cái chỗ bình đẳng, không có tư lợi đâu Nguyễn. Thì ở nơi đó mình không còn dọn gì hết á, chứ không phải là ở chỗ này mình tìm cái ba cái anh này để mình dọn. Nguyễn hiểu không? Ngay chỗ mình vung bồi mình trồng đó thì tự có cái sự cân bằng với nhau Nguyễn. Anh này ảnh hành thì anh kia ảnh phải chìm lắng, thì tự động ảnh không có còn nữa, thì không còn tìm để mà dọn dẹp nữa Nguyễn. Đó là cái vấn đề, đó là chúng ta hiểu đây là sao. Một trong những cái mẹo thực tế nhất trong cuộc sống, để chúng ta thấy ra được mà chúng ta tìm, chúng ta hành. Giống như bây giờ, để ở cái chỗ mà thân tâm không bị khô héo thì chúng ta phải là lúc nào phải có tình thương, phải không? Thì lại không phải đè vô chỗ tình thương mà làm nữa. Cái pháp vậy đó Nguyễn, phải hiểu cho rốt ráo. Ví dụ như bây giờ muốn có tình thương cái để cho mình không bị khô héo thì đi tìm tình thương, giống như đi tìm công việc thiện mà làm đó, giống vậy đi. Thì còn rất nhiều tư duy nữa. Ngay chỗ làm sao chẳng thể nghĩ bàn thôi là gom lại tất cả. Chẳng thể nghĩ bàn cái gì hết đó. Còn mà anh làm, dẫu như hồi nãy mình nói rằng làm từ thiện, hoặc là làm vì cộng đồng, làm vì đại chúng mà mình còn nghĩ bàn thôi, thì nơi đó không phải là làm cho cộng chúng và cộng đồng. Làm cái gì cũng được hết, chỉ cần mình ở một chỗ không thể nghĩ bàn thôi, thì Nguyễn không còn cái gì để Nguyễn hành ở trong cái sự gò bó và trong cái sự ép buộc của thân tâm mình hết Nguyễn. Dẫu cho mình làm thiện nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, nhưng mà mình nghĩ bàn một cái thôi là lọt vô, giống như ông vua Lưng Võ Đế mà hành pháp với ông Tổ Đạt Ma liền. Nguyễn thấy không? Đó, ngay chỗ đó hỏi ông Tổ một cái là chỗ đó là chỗ nghĩ bàn đó Nguyễn. Phải ở chỗ không thể nghĩ bàn mà ra mới được Nguyễn. Đó, những câu từ của Phật nói là hiểu được trong cuộc sống là rất là nhẹ nhàng thân tâm, và hành pháp thế gian trơn tru vô cùng. Đó. Thì đại Nguyễn hỏi thêm một vài ý nữa, thì quý đồng sĩ sẽ diễn đạt tiếp thêm nữa đi Nguyễn. Quý vị khán giả, thì như những gì quý đồng sĩ chia sẻ thì đại Nguyễn cũng có ba ý để mà hỏi quý đồng sĩ. Đầu tiên là cái ý là như quý vị thấy là khi mình xây nhà mà thiếu cái móng vững chắc đó, thì mình xây càng cao chừng nào á thì nó càng dễ có tai nạn chừng ấy, dễ có chuyện xảy ra chừng ấy, dễ đổ vỡ chừng ấy. Thì cũng tương tự như cái mình học nhiều lý pháp cao thâm nhưng mà mình thiếu hạnh thì nó như thế nào, thì Nguyễn cũng nhờ quý đồng sĩ chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả mình cùng thấu thêm. Còn cái ý thứ hai mà Nguyễn muốn hỏi quý đồng sĩ, thì quý đồng sĩ có chia sẻ là mình làm cỏ thì không nhất thiết mình phải làm cỏ, nhưng mà mình trồng một cái cây thì tương tự với cái pháp hành thân tâm của chính mình, thì mình phát tâm bồ đề hay là gieo giống bồ đề thì mình trồng cái cây bồ đề này trong thân tâm mình như thế nào, đó thì nó lại càng dễ cho tất cả quý vị khán giả mình nhận cái tâm bồ đề hay phát tâm bồ đề. Còn một cái nữa mà Nguyễn muốn hỏi cho nó cũng đầy đủ rõ ý hơn là tâm bồ đề thì không trụ, nhưng mà khi gieo giống bồ đề, mình trụ vô giống bồ đề này thì mình phải xử lý làm sao, thì cái phần này nó trở về là ngộ tánh. Thì Nguyễn có ba cái chủ đề như vậy, ba câu hỏi như vậy, ba ý như vậy để gửi đến tất cả quý vị khán giả cũng như là nhờ quý đồng sĩ chia sẻ để rõ ràng hơn. Còn bây giờ thì mời quý đồng sĩ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì một trong những ý cơ bản và đại Nguyễn vừa nêu ra thì quý đồng sĩ cùng với cả nhà chúng ta tư duy và để quý đồng sĩ chia sẻ thêm, và cũng cảm ơn đại Nguyễn cũng có đưa ra những cái câu hỏi rất hay. Là rằng như vậy cả nhà, như cái clip trước mình anh em mình chia sẻ đó đại Nguyễn, là cỏ cây và động vật đều được người bảo hộ đỡ đầu. Vậy thì trong thời của Bổn Thích Ca Mâu Ni có hay không? Và đời hôm nay mới được có nha đại Nguyễn. Là trước sau ở giữa phải tương ưng. Là như vậy, hồi thở quá khứ xa kia
và mình trở về với thời Phật Bổn Phật Mâu Ni Chánh Đẳng Chánh Giác, rằng Thích Ca Mâu Ni được đủ duyên lành mà ngồi 49 ngày nơi một gốc cây cổ thụ. Và lúc đó ở bên Ấn Độ thì gốc cây đó chưa có được một cái đặt cái pháp danh là Cội Bồ Đề. Yeah. Đó, mình phải hiểu nha Đại Nguyễn. Yeah. Và khi Phật thành đạo chánh đẳng chánh giác và chuyển pháp, thì sau này nơi đó mới được đặt cho cái ông cây cổ thụ đó là cây Bồ Đề, và có thể gọi là Cội Bồ Đề. Cội Bồ Đề có nghĩa là nhờ cái nhân duyên lành của Phật Bổn Thích Ca Mâu Ni. Yeah. Mà cái anh pháp cây cổ thụ kia được gắn vào một cái tên, cái pháp cho đến ngày hôm nay thì gọi là cây Bồ Đề. Cho nên về cái hình thể thế gian bên ngoài là một phần, nhưng mà phải gắn liền với cái tâm vận hành bên trong mới gọi là một phần rốt ráo về mặt thân tâm, Đại Nguyễn. Yeah. Thì ở chỗ hành nó mới thành cái chỗ hạnh. Thì cho nên chúng ta hôm nay trồng bất cứ một cây, một giống nào, chúng ta đều làm cho cây giống nó thành cây, giống và cội Bồ Đề được hết, Đại Nguyễn. Ở chỗ là cứ xem Phật làm, xem Phật hành, và hành như Phật là được. Chỉ cần một nhân duyên của chúng ta mà tất cả vạn vật bốn loại đều được thành Bồ Đề hết, Đại Nguyễn. Yeah. Là ở cái chỗ chữ hành là chúng ta còn có cái dấu quyền. Khi chúng ta bỏ cái quyền, không gắn cái quyền của mình vào, mình thấy không? Dạ. Thì cái chữ hành nó khác liền. Và chúng ta nặng là chúng ta lắng dịu, chúng ta nhẫn nhịn lại cái, là cái hành nó thành cái hạnh rất là quý báu ấy. Đó, thì cái hạnh nó thuộc về công đức. Còn cái hành là sự vận hành trong cái cuộc sống, thì trong đó có lục độ ba la mật. Dạ. Chúng ta hành trong cuộc sống thế gian, nếu để thân tâm như vậy thì đều trở thành một cái hạnh hết. Và đều trở thành những nơi chúng ta gắn liền thân tâm trong cuộc sống, thì nơi đó đều là gieo tất cả những giống của cội Bồ Đề nói chung luôn, chứ không nói về cây nữa nha Đại Nguyên. Yeah. À, thậm chí nhà cửa xe cộ hoặc giả là những thứ giày dép quần áo cũng đều gọi là cội, là gốc, là giống Bồ Đề khi xưa hết, Đại Nguyên. Yeah. Như bây giờ Nguyễn thấy tất cả những vật sở hữu tạm thời của quý thánh nhân trong và ngoài nước hành pháp song song với đồng bào tổ quốc, gọi là bà con á. Yeah. Gọi là nhân dân đó, thì sau khi nhân duyên của quý thánh đó mình nói ở ngoài đời là qua đời đi, thì những cái vật mà trong cuộc sống hàng ngày đều được lưu trữ và bảo tàng cho đến ngày hôm nay đó, Nguyễn thấy không? Đó là cũng là cội Bồ Đề đó Nguyễn. Yeah. Đó cũng gọi là giống Bồ Đề luôn, Nguyễn thấy không? Đó, đều xây truyền tương ưng hết đó, để làm chi? Để cho nhân lộ chúng ta xem những cái món pháp bảo đó mà chúng ta vận hành thân tâm mình cho đến cái chỗ tam bảo, Đại Nguyễn. Yeah. Chứ không phải để nơi đó cho chúng ta làm cái sự phân biệt, Đại Nguyễn, làm cái sự cao thấp. Không phải, đừng nên nghĩ như vậy. Bởi vì thánh nhân hành pháp thế gian đâu có cái sự cao thấp trong đó. Thì cái quần, cái áo của thánh nhân để lại, thậm chí bây giờ ở nơi Đức Thầy cũng có những vật dụng của Đức Thầy để lại, Nguyễn thấy không? Yeah. Mà ngày xưa quý thánh nhân hoặc là Phật Bổn Thích Ca phát lên những cái đồ đó đều là từ bi hỷ xả, phải không? Đều là bình đẳng quảng đại bao la. Thì hôm nay chúng ta được cơ duyên ở gần những cái pháp bảo đó, những cái gọi là Phật pháp tăng như vậy đó, thì chúng ta phải để thân tâm mình an trụ như vậy Nguyễn. Thì ở chỗ đó là đến về cái chỗ hạnh, khi chúng ta đúng là con người mà chúng ta sống đúng như không phải là con người, là sao? Sống đúng như những vật bảo mà được tôn thờ. Yeah. Những vật bảo đang được tôn thờ không phải là con người, nhưng mà con người hôm nay sống coi chừng thua những vật bảo đó Nguyễn. Nguyễn thấy không? Nếu so ra cái hạnh của nhân duyên mà những vật bảo mà được bảo tàng cho đến ngày hôm nay, là một người mà sống không đúng là chúng ta không hơn được, thậm chí không bằng luôn Nguyễn. Không thể nào so sánh được những vật bảo pháp bảo đó. Đó, có sự ngộ như vậy Nguyễn thấy không? Yeah. Đó, cho nên chúng ta thấy nếu như người như mình nghĩ bàn mình phân biệt rồi mà so với cây như vậy, củi khô của mục, mình còn thua xa lắm ấy. Yeah. Chứ đừng nói chi mà so với người đó. Đây là một trong những cái sự nhận rõ thấu đáo để thoát ra hết những cái sự nghi hoặc thôi, chứ không gì Đại Nguyễn. Và ở cái chỗ như Phật nói là chánh pháp á, mà còn gọi là chánh pháp thì không thể gọi là chánh pháp. Mà chánh pháp á, ở những chỗ không phải là chánh pháp mới gọi là chánh pháp. Ngay thân tâm mình đây nè,
mình hành chánh pháp của Phật. Ví dụ như bây giờ mình đọc kinh, trì chú, niệm Phật như Quynh Đồng Sĩ đi. Thân tâm mình đang đọc kinh, trì chú, niệm Phật. Ở trong một cái khoảng thời gian đó, mình cảm thấy an trụ lợi lạc, thoải mái thân tâm. Rồi mình để quyển kinh lên mình dẹp, thì gọi là tạm thời mình lìa pháp, phải không? Tạm thời mình lìa cái chánh pháp. Nhưng mà cái không lìa chánh pháp là ở đâu? Có nghĩa là thân tâm mình lúc đó không còn đọc tụng trì niệm, mà mình sống trong cuộc sống đúng như những câu chữ hồi nãy mình đọc tụng và trì niệm. Thì nơi đó đó mới gọi là chánh pháp đó Nguyễn. Mà nơi đó đó lại là không rời chánh pháp. Tại vì thân tâm mình không còn dính nơi đọc tụng trì niệm, nhưng mà cái việc làm của mình trong cuộc sống là không có rời cái chánh pháp. Nguyễn thấy không? Đó, cái quan trọng mấu chốt ở chỗ đó đó, rốt ráo và bình đẳng ở chỗ đó. Chứ không phải chúng ta đọc tụng trì niệm xong để kinh lên bàn thờ, ra ngoài cuộc sống vận hành thì lại hoàn toàn khác biệt ở trong những câu chữ mình vừa đọc ra. Thì cái đó mình đem hối lộ Phật có được không Nguyễn? Có nổi không Nguyễn? Không thể nào nghĩ bàn được cái chuyện này nha Đại Nguyễn. Thì công đức nào mà đưa ra đây để nói chuyện giải thoát? Cái sự thật và cái sự thực tế nằm ở đâu mà nói rằng đạo đời tốt đẹp với nhau, Nguyễn thấy không? Ngay chỗ đó mình còn phân biệt Đại Nguyễn. Những cái này rất là dễ dàng, chúng ta phải cho thấm nhuần ra bà con thành làng xóm ấp, ở ngoài chợ búa thương hàng với nhau ấy, chứ không phải ở nơi tam bảo mà Phật nói là không phải nơi tam bảo đó. Giống như mà mình hành pháp là một chuyện rồi, mình đọc kinh trì giới là một chuyện rồi, nhưng mà để ở cái chỗ đó, rời khỏi cái chỗ đó mà không lạc ra khỏi cái chỗ đó thì cái chỗ đó mới gọi là cái chỗ đó. Nó quan trọng mấu chốt là vậy. Và đến chỗ đó rồi cũng không còn gọi là chỗ đó nữa. Đó, Nguyễn thấy không? Đây là thuộc về bát nhã, và đây là thuộc về sự thật, chứ không phải là bát nhã là của Phật nào hết trơn. Mấy là ngay tại cuộc sống mình với chúng sanh trong tứ đại bốn loài này nè. Đó, nó đơn giản vậy đó Đại Nguyễn. Thì pháp luật cũng tương ương như anh em mình chia sẻ đó, tất cả đều vận hành chung một quy luật, phải có một cái sự thực tế cho một cuộc sống an lạc và bình đẳng. Đó, Nguyễn thấy không? Thì nơi đó đều là đạo. Phải có cái sự mềm mỏng, yêu thương, chan hòa, lọt ra tất cả những sự việc nghi hoặc, thì nơi đó là đời. Và nơi đó là điều. Đó, Nguyễn thấy không? Nhưng mà để mà chứng minh tất cả những cái đạo, những cái đời, những điều đó không rời chánh pháp, thì phải có những sự việc vừa rồi nha Đại Nguyễn. Chứ không phải ở những chỗ mình nói chánh pháp mà để chứng minh được chánh pháp là không phải nha. Chánh pháp phải mượn pháp bên ngoài thế gian để chứng minh cho ra thật sự của chánh pháp. Đó, cho nên Nguyễn thấy rồi, tất cả đều phải có cái sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Ở thân tâm mình đừng có nghĩ bàn đi, thì mình sẽ hiểu được ở sau lưng chánh pháp đó là cái gì cho mình làm, chứ không phải trước mặt trên văn bản của chánh pháp đó mà mình làm. Đó, Nguyễn hiểu nha. Thì ý Quynh nói ở sau lưng pháp đó đó thì không phải là pháp đó, là cái thuộc về cái tánh đó Nguyễn. Thuộc về cái tâm đó, thuộc về cái hành đó, thuộc về cái kinh đó, ở trong tứ đại và ở trong vũ trụ đó. Thì Phật gọi là, bên nhà tu gọi là, hoặc là pháp lực gọi là, ba chỗ gọi là này, có ba cái ngôn từ khác nhau. Nếu chúng ta không làm rõ ở trong cái chỗ gọi là này, để về trong cái cuộc sống không còn chỗ gọi là nữa, thì để đó nó hiện ra. Đó, như vậy đó. Cho nên trong cái nhân duyên những cái lọt clip đợt này, hai anh em Quynh Đồng Sĩ và Đệ Nguyễn chia sẻ đó, nói chung là không có gì cao xa hết Đại Nguyễn. Không có gì quyền bí hết, và cũng không có gì gọi là quyền cơ hay là thâm thúy gì ở đây hết. Mà Huynh cảm nhận rằng Phật pháp á, là ở chỗ như vậy đó, là một em bé và một cụ già và một người nông dân, bất cứ nghề nghiệp nào
điều hành, điều hiểu và điều làm đúng và điều hiểu đúng và điều nhận diện ra đúng cái tất cả nhân viên của anh em đang vận hành. Yeah. Đó, Quỳnh thấy một cái chuyện đó mới gọi là cái chuyện kỳ ngộ của Phật Pháp. Yeah. Đem ra trong cuộc sống mà nói. Bởi vì hôm nay Phật Pháp cho đến cái thời điểm cái nhân viên của những năm tháng này. Yeah. Sẽ được đủ nhân viên để làm rõ ràng ra những cái sự thật trong kinh sách mà Phật để lại bằng một cái sự thực tế thực tại ngay một cái thời đại thời điểm này. Yeah. Trong và ngoài nước mình luôn, Đệ Nguyễn. Đó, đơn giản vậy đó. Thì để nhắn lại với cả nhà thêm một ý nữa rồi hai anh em chia tay tạm biệt, gặp lại ở clip sau. Yeah. Đó là rút lại ở cái chỗ là chúng ta phải biết, phải hiểu và chúng ta phải thông là đừng để một sự nghĩ bàn nào trong bất kỳ một nhân duyên pháp vận hành đời và đạo tương ưng với mình. Đó, mình đừng có nghĩ rằng cái chuyện này để làm khó làm gì cho nhau hết, Nguyễn. Yeah. Đồng ý là thế gian bên ngoài nhìn vào và thấy có cái sự khó khăn đó, Nguyễn. Nhưng mà mình hiểu Phật nói thì mình cứ từ từ đi. Rồi mình đừng có dính cái bảo thủ của mình trong đó đi, Nguyễn. Yeah. Quan trọng là vậy. Quan trọng là mình làm, mình đừng có dính cái suy nghĩ để mình làm theo cái suy nghĩ của mình, là mình gọi là cái duyên lớn của mình đi, Nguyễn. Yeah. Mà mình dính vào làm theo nhân duyên lớn của mình thì cũng không gọi là duyên lớn. Yeah. Luôn, Nguyễn. Đó, bởi vì duyên lớn là duyên ở trong đại chúng đang vận hành, trong cuộc sống đang vận hành với mình nè. Yeah. Đó, thuận theo cái duyên đó thì gọi là duyên lớn. Chứ không phải mình hành duyên lớn là mình nghe nói ở trong đầu mình có trời đất gì, được cái nhân duyên cho mình làm là mình bắt buộc mình phải làm. Yeah. Y như vậy cho bằng được. Yeah. Mới gọi là duyên lớn thì chưa, mấy anh. Yeah. Chưa, ở chỗ đó là cái chỗ mình nghĩ bàn rồi đó. Yeah, mong cầu. Đúng rồi đó, mình nghĩ bàn thì nó chướng ngại rất nhiều các anh. Yeah. Vấn đề này đồng đạo có chia sẻ với mình rồi đó, đây mày. Cái này là tự mình ép mình, đúng không? Đúng rồi đó, trên dùng năm non bảy núi tại làm sao. Yeah. Mà lên đó tu, có người được, có người thoải mái, có người không thoải mái. Mà lại nói rằng dùng năm non bảy núi là dùng đất linh, đất thiên của Phật. Tất cả mọi nơi đều là đất linh, thiên của Phật hết, Nguyễn. Chứ không phải nói riêng về một thổ nhưỡng địa lý nào. Nhưng mà có cái tùy theo lúc, tùy theo thời, Nguyễn. Dạ. Mà vũ trụ vận hành ra nơi đó để hành cái pháp cho tương ưng nơi đó thôi. Dạ. Chứ chúng ta dính trong ba thời mà chúng ta đặt trong thời này là ở chỗ nghỉ bàn luôn, Đệ Nguyễn. Như Đệ Nguyễn thấy ở nơi đất Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ thời quá khứ, cách đây 2500 năm, thì nơi đó gọi là đạo tràng chánh pháp. Nhưng mà Nguyễn thấy bây giờ pháp duyên địa mẫu xây chuyển khác. Nếu chúng ta chấp dính nơi đó thì sau này chúng ta đừng bao giờ đổi thừa. Hán Đệ Nguyễn ha. Yeah. Là tương ưng nơi nhân quả thân tâm của mình mà mình tự mình cảm nhận được và mình hành được. Đơn giản chúng ta chỉ cần để cái niệm dù nhân duyên như thế nào, mình đến cái chữ tự do bình đẳng là được. Dạ. Đến cái chữ điều rốt ráo viên mãn là được. Dạ. Điều vì đại chúng cộng đồng là được. Nhiều đó thôi, không có cái sự nghĩ bàn trong thân tâm mình là được. Thì nơi đó, chính nơi đó mới gọi là chánh pháp đó. Chính nơi đó mới gọi là Phật Pháp đó. Và nơi đó mới gọi là đạo. Và dạ, tất cả những cái sự việc mình nói đều hết nằm trong đời vận hành này. Dạ. Chứ không có đi đâu rời xa hết mấy. Đó. Thôi thì bao nhiêu câu chữ đó nó cũng vừa vừa trong cái clip này ha đại mấy. Yeah. Và còn những cái nhân viên tư duy thì mình chia sẻ với anh em trong những clip tiếp theo. Yeah. Thôi thì Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Thập Phương Hư Không Tận Chốn Pháp Giới Đại Thượng Thủ Bồ Tát. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì tiếp lời của lực sĩ và cũng kết thúc lúc này, thì Đại Nguyện cũng chúc tất cả quý vị khán giả cũng như là các anh em huynh đệ đồng đạo thì được cái sự tự đại, còn các anh em mà hiện tại mình đang sống đời thì được cái sự tự do. Nhưng mà hai cái này nó cũng không khác nhau mấy, đúng không? Nếu mà cùng chung thì tự tại tự do trong cái thân tâm, và đặc biệt là cái nữa tự tại tự do nhưng mà không có rời như Quỳnh Hồng Sĩ chia sẻ lợi ích của chúng sanh muôn loài. Thì xin chúc tất cả quý vị như vậy. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị khán giả, thật nhiều may mắn, thật nhiều sức khỏe. Nam Mô A Di Đà Phật.